các bạn, hôm nay công ty AriPlus sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm sóc một cây sầu riêng mình mới vừa trồng á, cho tới được 1 năm tuổi, mà chăm sao cho đó gọn nhẹ và nó hiệu quả nhất nha. Còn các thông tin khác mình chăm cây sầu riêng nó phức tạp, hoặc là các bạn thấy nó khó khăn đó, mình chăm sao nó vẫn eo ụt, nó phát triển, các bạn có thể tham khảo cái bài hướng dẫn của công ty nha. Các bạn sẽ thấy là cái việc chăm sóc cây sầu riêng nếu mà làm đúng làm đủ theo hướng dẫn công ty có thể là thấy rất là khỏe nha, nó không có phức tạp đâu. Rồi đầu tiên công ty giới thiệu các bạn là chuẩn bị trước khi trồng một cây sầu riêng. Đầu tiên các bạn, yếu tố đầu tiên á, mình phải chú ý đó là nước tưới nha, nhấn mạnh nước tưới chỉ cần đủ nha, không thiếu và cũng không có dư nha. Có nghĩa là các bạn nên cung cấp cho nước tưới cho cây sầu riêng trong 6 tháng đầu á, 6 tháng đầu là phải đều đặn mỗi ngày nha. Có thể các bạn tưới 15 phút buổi sáng nha, có thể là nếu nắng nóng có thể tưới thêm 15 phút buổi chiều nha. Nhưng mà đừng có để cách ngày 3-4 ngày mình tưới một lần, thuộc dạng là cây thiếu nước, mà lúc thì dư nước quá, tưới nhiều quá cây nó cũng không phát triển đâu. Nên yêu cầu đầu tiên đó là hệ thống tưới của mình phải đảm bảo. Nếu có điều kiện các bạn có thể là lắp hệ thống tưới tự động để mình cung cấp nước cho cây sầu riêng con mỗi ngày đều đặn. Chỉ trong đây còn bộ hệ thống này mình lắp hệ thống tưới tự động trước khi mình trồng hết nha các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý đừng có đợi trồng rồi mình lắp hệ thống tưới nha. Tại vì sao ạ? Lúc đó làm không kịp cây trồng xuống nó chết nha. Mình nên lắp trước khi mình trồng. Rồi đó là hệ thống tưới. Công ty yêu cầu các bạn phải hệ thống tưới tự động là tốt nhất nha. Còn nếu các bạn chưa có điều kiện thì các bạn cố gắng trồng và tưới mỗi ngày cho công ty trong 6 tháng đầu tiên nha. Rồi một cái yếu tố thứ hai để giúp cho cây sầu riêng mau phát triển đó là các bạn phải gì ạ? Phải che nắng và che gió. Hiện tại công ty đang đứng ở cái vùng này là cái vùng Tây Nguyên, đây gió lắm đó nè, gió rất là nhiều, đồng thời sao ạ, nắng cũng rất là nhiều. Do đó các bạn thấy đây, công ty hướng dẫn mình là làm cái lưới che. Cái lưới che này nó rất là đơn giản ha, nó che gió được ở bốn bên. Tại vì gió ở đây mình thấy là nó thổi không phân biệt được phương hướng nha các bạn, nó lúc thì thổi hướng này, có lúc thì thổi hướng kia nha các bạn. Nên là hiện tại là mình làm cái che gió bốn hướng nha. Thứ hai, ủa cái lưới này che nắng được không? Dạ xin thưa các bạn, che nắng được luôn nha. Nhưng có nắng buổi trưa 12 giờ nó che không được. Nhưng các bạn đừng có lo, qua thực nghiệm chứng minh rất là nhiều lần rồi, che cái lưới này che nắng và che gió cực kỳ hiệu quả nha. Mà lỡ cây sầu riêng mình có phát triển nó có lớn, nó có vượt qua cái lưới này á các bạn, lỡ 6 tháng nó vượt qua ở đây thì cây mình vẫn trồng chưa cần tháo lưới nha các bạn. Còn nếu các bạn che cái tum á từ trên xuống á thì khi các bạn đụng nóc á các bạn tháo lưới nó mất công mình lắm nha. Thì nếu theo thông thường các bạn che lưới này, che nắng hay che gió thì khoảng 6 tháng đầu nha các bạn, lưu ý nha, tất cả đều là 6 tháng đầu hết nha, phải làm che cho nó 6 tháng đầu. Nếu sau 6 tháng cây phát triển tốt mình có thể là tháo lưới nha các bạn nha. Rồi hiện tại là mình che lưới này nó rẻ nên không có mắc nha các bạn. Bạn lưu ý là khi che lưới là sao ạ? Che qua đầu của cái cây và hở ở dưới đáy một chút xíu để cho gió nó luồn qua, mình chỉ che phần thân thôi nha, cho gió nó không có lây cái thân của mình thôi là được rồi nha. Còn cây hiện tại nó hơi cao, nó phát triển rồi, nó vừa bắt đầu vượt lưới rồi nha các bạn, không sao hết. Và một cái yếu tố thứ ba trong quá trình chuẩn bị trồng cây sầu riêng đó là sao ạ? Cần phải che phủ gốc nè. Che phủ gốc để làm gì? Cho có mát cái gốc đó các bạn, để rễ mình nó dễ phát triển nha. Ví dụ mưa xuống á, nó không bị rửa trôi đất trong gốc, nó không tác động tới gốc, hoặc là nắng quá nó cũng không có cháy rễ, nên mình phải che phủ ha. Vậy che phủ bằng cái gì? Có nhiều nhà vườn sai lầm lắm, là tiện ví dụ nhà mình đem mà mình che gốc ở đó, nghe công ty nói là hướng dẫn tốt lắm, che gốc tốt lắm, lấy gì lấy bao bố ra che. Rồi xin thưa các bạn, bao bố không xài được nha. Các bạn chú ý công ty có hai dụng cụ, hai vật liệu dùng để che phủ gốc tối ưu nhất, tối tốt nhất cho cây sầu riêng. Đó là gì? Đầu tiên ở đây nha. Các bạn thấy ở đây là cái gì á? Rơm. Rơm cuộn là ưu tiên số 1 nha. Các bạn dùng rơm để che phủ gốc sầu riêng. Một cái ưu tiên thứ hai nữa là nếu các bạn không có rơm, chết thôi mùa này không có rơm, thì sao các bạn có thể phát cỏ. Các bạn lấy cỏ này các bạn tấp vô gốc để các bạn che phủ gốc trong 6 tháng đầu tiên sau khi mình trồng được. Nhưng các bạn phải lưu ý vậy, che ít quá cũng không được, mà che dài quá thì cũng không hay. Nhưng mà tối thiểu phải 6 tháng đầu ha, 6 tháng mình phải che để cho cơ rễ nó phát triển, cây nó phát triển cho tốt. Rồi đúng không ạ? Ở đây thì cái mô này là công ty mình đã trồng cách đây 5, cây này nó bị chết đó các bạn. Cái này xin lỗi các bạn nha, cái này bị chim nó đè nó gãy á, nó cây nó chết luôn các bạn ha. Rồi chỗ này thì mình trồng cây mới, thì cái rơm ở đây là những cái rơm tủ đã cũ rồi. Thì cái rơm này nó khoảng 3 tháng nó sẽ mục các bạn, nó sẽ làm phân mũi lên thành phân cho đất thôi. Mình sẽ lấy cái rơm mới mình che thôi nha các bạn ha. Đó. Rồi, và một cái thứ tư các bạn phải chú ý khi trồng sầu riêng con nữa, đó là đối với miền Tây các bạn thấy linh mô
Nhưng mà ở dưới Tây Nguyên các bạn hay đậu hố, trồng cây nó không phát triển, nó mau chết lắm. Thì hiện tại là diện tích ở đây công ty mình hướng dẫn là mình trồng sao ạ? Nó hơi cao lên chút, mình gọi là trồng nổi đó các bạn. À, tức là cái mô này trồng sầu riêng nó sẽ cao hơn cái mặt đất nó khoảng 20 đến 30 cm là hợp lý nhất nha. Thì cây nó mau phát triển hơn. Đó, đó là bốn yếu tố các bạn cần phải chú ý. Đó, thì hiện tại là mình đã che lưới xong rồi ha, chắc qua ngày mai thì công nhân sẽ tiến hành là lấy rơm phủ gốc và mình tưới cho cây nó mau phát triển. Đó, cây này hiện tại là trồng dặm lại thôi. Cái đó là mình chuẩn bị khi mình xuống giống mình trồng đó các bạn. Rồi, vậy thì khi mà trồng xong rồi mình chăm sóc làm sao, ở công thức bón phân phun xịt thuốc làm sao ha công ty ha. Cái này đơn giản đó các bạn ha, chút mình sẽ hướng dẫn công thức cực kỳ đơn giản, các bạn nhớ bạn làm. Có thể là tuần các bạn đi chăm sóc có 1 ngày, 6 ngày còn lại các bạn có thể đi chơi ha, chở vợ đi ăn ha, chở con đi học các kiểu nha. Là cây sầu riêng mình vẫn phát triển, các bạn theo chuyên công ty ha. Rồi đây ha, thưa các bạn, đây là cây sầu riêng Busenkin ha. Mình đã trồng tới thời điểm hiện tại là được 11 tháng rồi các bạn, chính xác là 11 tháng ha. Thì như mình nói á, mình chuẩn bị như các bạn thấy cũng làm mô ha, đất nổi hơi cao, có hệ thống tưới tự động nha. Giờ mình chăm cây là mình có che nắng, che gió, che mưa ha, nên là cây nó phát triển khá tốt ở đây hiện tại ha. Các bạn thấy ok, đây đến trên mô luôn ha. À, cây nó khoảng 1m8, 2m gì đó ha. 11 tháng rồi là một sân kinh. Rồi, các bạn có thể quay sát cơ xem là cái hệ thống tưới nó như thế nào. Cái này là đây là hệ thống tưới nha. Qua đây nè. À, đây là hệ thống tưới. Cái hệ thống tưới này các bạn thấy là nó có thể di chuyển được nha các bạn. Đây, cây nhỏ các bạn có thể là gắn 1 bét thôi, nhưng mà cây lớn các bạn có thể nối 2 bét ra. Bên đây 1 bét, bên đây 1 bét nha. Và là lớn hơn nữa có thể nối thành 3 bét nha, hình tam giác mình cắm 3 bên. Đó, nên là các bạn có thể sử dụng cái hệ thống tưới này nha. Rồi, ok. Mọi thứ chuẩn bị đã xong rồi các bạn ha. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi mình trồng xuống thôi. Dạ, có nhiều nhà vườn mình nôn nóng lắm. Mình trồng xong rồi mình đi tới lui họ chả không biết sao cây nó mau lớn hoặc cái chậm lớn, mình bón phân bón thuốc liền. Dạ, xin thưa các bạn đừng làm vậy nha. Mình trồng được rồi ha, các bạn cứ để im nó đi ha. Mỗi ngày các bạn tưới nước cho công ty 7 ngày đầu cứ tưới nước thôi nha. Sáng ra mình bật máy tưới mình tưới một cái nha, khoảng 15 phút xong cái mình làm gì ạ? Cho vợ đi ăn sáng ha, cho con đi học, uống cà phê với bạn bè, trong 7 ngày đầu đừng làm gì hết, tưới nước là đủ ha. Và sau đó thì sao ạ? Bắt đầu mình mới chăm sóc nha. Đi chơi đã 7 ngày sau các bạn về dùng công ty rồi bắt đầu làm gì ạ? Mua humus nha, rẻ tiền thôi, ở ngoài thị trường các bạn thấy tiệm nào không có, mỗi loại humus ký á, các bạn pha được khoảng 1 ký, pha được là 600 đến 800 lít nước gì đó nha. Các bạn pha nước ra ha, các bạn tưới giùm công ty. Mỗi cây mà mới vừa trồng, cây nhỏ xíu mới vừa trồng thì chắc là tưới khoảng 3 lít ha, 3 lít nước. Sau khi mình pha humus rồi mình tưới khoảng 3 lít thôi nha là được rồi. Và sau khi các bạn tưới humus nha, nếu có điều kiện các bạn có thể mua humus xịn chút cũng được nha. Còn nếu không có điều kiện mua humus nó rẻ tiền chút cũng được, nhưng miễn tưới có humus là được nha các bạn. Đừng tưới gì thêm nữa hết ngoài humus. Được chưa ạ? Sau khi mình tưới humus khoảng 7-10 ngày, các bạn sẽ quan sát cái cây của mình nó sẽ phúng cái đọt non mới nha. Nha, mình thấy cái đọt non nó nhú quá rồi nha. Thì mình làm gì nữa ạ? Ok, mình có điều kiện chút xíu thì mình mua ít phân NPK. Ví dụ công thức NPK 20-20-15 hoặc là 20-10-10 nha các bạn. Các bạn có thể nhắc một chút xíu mà đừng có rải nha. Mình pha cái nước á, mình tưới giùm cho công ty. Thì bình quân một gốc này các bạn hãy tưới từ 5-10g thôi nha. Tức là lấy 1 ký về mình dục vô phi đó, mình tính ra là vậy là 5-10g một gốc, thì 1 ký mình tưới được bao nhiêu gốc cái mình chia ra mình tưới thôi nha các bạn ha. Rồi mình tưới, còn nếu các bạn không có điều kiện kinh tế không có thì bỏ qua bước này, mình khỏi mình tưới phân NPK thì mình đợi nó nhú cái đọt ở trên thì mình làm gì ạ? Thấy nhú đọt thì qua gì chăm sóc bằng cái bài phun thuốc rầy. À, khi vừa cây vừa nhú mũi giáo ra mình phun thuốc rầy, phun ít nhất là gì dùm công ty là 5-7 ngày phun một lần, phun khoảng 2-3 cử là cái đọt của mình nó mở lá ra hết nha. Các bạn có thể là coi là cái video hướng dẫn cách trừ rầy nha.
ăn phun khoảng 2 đến 3 lần thuốc trừ rầy. À, trong quá trình mình phun thuốc trừ rầy có thể cộng chung với được không ạ? Cộng chung có thể là thêm amino mình kéo đọt nè, hoặc thêm vi lượng nè, hoặc là thêm canxi bo ha. Có thể là những thêm cái đó nếu có điều kiện, còn thôi mình phun thuốc rầy thôi cũng được rồi. À, rồi khi cái lá gì? Cái lá mình nó già các bạn, cái lá mình nó mở ra hết rồi đó thì lại phun thuốc ngừa bệnh thôi. Đó, phun cử thuốc ngừa bệnh là được. Nha, bệnh thì ngừa gì? Măng có dép cũng được vậy nha. Hoặc là gì? Có điều kiện có tiền hơn thì mình mua gì? Năng có dép cộng mantalaxy nha, hoặc là dễ kiếp, và thôi không có tiền nữa mua gì ạ, mua thuốc gốc đồng các bạn, nó cũng rẻ, mình phun cũng được rồi nha. Phun thì các bạn lưu ý là phun á, là mình phun ướt lá, nếu được có điều kiện mình phun ướt thân luôn nha. Thì đó là cách chăm sóc cơ bản. Khi cái lá của mình nó già rồi các bạn nha, mình chờ cái lá của mình nó già thì nó lại là sao, mình lại tiếp tục mình tưới tưới humic ở dưới nha. Nó quay lại cái bước đầu tiên là tưới humic. Vậy thì mình sẽ có bón phân hữu cơ không? Xin thưa với các bạn, các bạn canh bón phân hữu cơ một ngày, khoảng 2 ngày trước khi mình tưới humic nha là được rồi. Có thể là trước khi lá mình nó già các bạn, mình bón phân hữu cơ một cái, xong cái mình tưới thêm humic lên nha. Thì bón phân hữu cơ là bón phân gì? Có thể các bạn sử dụng phân nhập, là cái bạn phân nở nè, và phân những cái phân mà nó thúi các bạn, phân sắc bạ động vật đó. Thôi không có điều kiện thì mua phân hữu cơ trong nước nha. Còn nếu có điều kiện, không có điều kiện nữa thì xài phân gì ạ? À? Phân chuồng, mình tự ủ, mình rải cũng được. Như cây con của mình á, thì các bạn có thể là xài khoảng nửa ký ha, phân nhập, tới 1 ký phân nhập. Còn cái phân mà phân chuồng mình tự ủ, các bạn có thể bón 5-10 ký thoải mái, không có vấn đề gì hết nha. Nhưng mà nếu các bạn có xài phân chuồng á, thì các bạn có thể là 3 tháng bón 1 lần. Trước khi xài humic đó các bạn, mình bón đi, rồi mình ăn tưới humic, nó sẽ tốt hơn. Nha. Thì đó là cái chăm sóc cái cơ bản. Các bạn phải nhớ để chăm sóc một cây sầu riêng, đợi cây nó đạt theo đúng cái bài đó là cây nó sẽ khoảng 5 cây rất là khỏe, và mình đỡ cực nó. Tại vì cứ theo định kỳ thôi ha, 5-7 ngày mình làm 1 lần, còn thời gian còn lại trống làm gì vậy? Những kinh tế khác mình có thể là trồng thêm rau màu trong cái vườn của mình, hoặc có thể là đi làm thêm ngày khác kiếm tiền để mình chăm cây sầu riêng. Cái trường hợp nãy giờ mình có xem á, là cái trường hợp mà mình trồng chuyên cây sầu riêng thì vậy quá tốt rồi các bạn. Nhưng mà thông thường hầu hết các nhà vườn của mình á, là họ trồng đã trước đó, họ đã trồng một số cây rồi. Ví dụ như Tây Nguyên của mình trồng sau lưng mình, các bạn thấy là cây gì á? Cây cà phê ha. Có nhiều vườn họ trồng cây gì nữa? Cây tiêu. Ở miền Tây mình thường hay trồng cây cam nữa nè, cây bưởi nữa nè ha. Vậy thì mình muốn chuyển đổi qua cây sầu riêng, vậy thì mình không lẽ mình phá sạch bách hết, mình trồng giống như nãy giờ mình xem mô hình ha. Vậy không nên nha các bạn. Đối với những cái nhà vườn mà trồng những cây trước đó rồi thì công ty sẽ hướng dẫn mình cách trồng xen vô ha, những cây đó cho nó phù hợp để mình có thể là mình có nguồn thu, và đồng thời có thể chăm sóc cây nó tốt hơn. Nếu các bạn chăm sóc hoặc là trồng xen nó không phù hợp thì mình cây mình rất là chậm phát triển. Thì hiện tại công ty đang đứng cái vườn cà phê nha, nó khoảng 30 năm ha. Thì cái vườn này thì hiện tại chủ vườn muốn chuyển đổi cây sầu riêng trước đó lâu rồi, nhưng mà không biết chăm sao. Thì hiện tại cái vườn này được công ty mình hướng dẫn và hỗ trợ khoảng 11 tháng rồi các bạn, đã trồng được 11 tháng rồi. Các bạn cùng công ty mình tham quan thử xem là mình trồng cây 11 tháng nó như thế nào ha. Rồi mình cách mình trồng sao cho nó mau, cho mau phát triển ha. Ở đây là cái cây sầu riêng mua sinh trinh nha các bạn ha. Trong vườn này là mình trồng xen với cây cà phê. Vườn cà phê này được 30 năm rồi. Mình trồng xen. Đầu tiên á, các bạn trồng xen á, ở giữa các cây cà phê, các bạn mình đừng có đốn cà phê nha các bạn. À, đừng có đốn, à, mình vẫn để cà phê mình thu. Đầu tiên mình chọn cái cây á, đặt ở ngã tư giữa cái 4 cái cà phê ha. Mình để mình trồng cây mới ở đây. Đó, các bạn thấy mình trồng ở đây. Và khi các bạn trồng nhớ lưu ý giống như nãy mình trồng cái mô mình nó hơi cao ha, đừng trồng chủng xuống nha, không trồng sâu, mình trồng nổi một chút xíu. Đó. Hiện tại như trước mắt các bạn thấy đây là cây mua sinh kinh được 11 tháng ha. Tương đối cũng là khá to khỏe rồi các bạn. À, mình trồng ở ngay ngã tư của một cái vườn cà phê. Rồi, khi các bạn trồng thứ nhất ha, trồng nổi. Thứ hai là gì? À, phải có hệ thống tưới tự động riêng cho cây cà phê, cho cây sầu riêng của mình. Nha. Thì ở đây là cái hệ thống tưới đây nha các bạn. Còn cái cây cà phê của mình tưới bình thường nha các bạn. Nhưng các bạn có hệ thống tưới riêng cho cây sầu riêng để đảm bảo đủ lượng nước cho cây sầu riêng. Tại đối với cây sầu riêng không có nước kém phát triển lắm. Còn các bạn tưới sai nó cũng kém phát triển luôn. Nha các bạn ha. Rồi mình trồng ở ngã tư của cây cà phê. Rồi các bạn có thể là trồng
theo lối theo cây hay hoặc là trồng ngang nó đều như nhau hết, tức là cứ hai cây cà phê thì mình bỏ một cây sầu riêng vô, thì các bạn có thể theo để kiểm tra ha. Đây là ngã tư thứ nhất ha. Rồi ok, bỏ một cây sầu cà phê, tiếp theo là cà phê thứ hai ha. Ôi, cái cà phê to quá, cúi xuống đi. Qua đây. Nè, đây thêm một cây là giữa ngã tư, bốn cây cà phê thêm một cây sầu riêng đây nữa. Rồi được chưa? Đó. Đây là cái cây mà mình trồng được là khoảng 11 tháng nha các bạn. Thì cái cách chăm sóc như thế nào để cây mau phát triển và mau lớn nha. Rồi cái cách chăm sóc của cây sầu riêng mình trồng xen giữa các cây cà phê nè hoặc là những cây trồng khác thì chăm sóc nó có khác gì đối với cây trồng một mình nó hay không như nãy hay không, thì xin thưa các bạn là cách chăm sóc không có gì khác hết nha. Đầu tiên sau khi mà mình trồng cây mình làm gì à, đó có hệ thống tưới, mình bật bét tưới tưới trong vòng khoảng 7 ngày đầu cho cây nó quen hơi đất của mình ha, nó về vừa nó quen thổ địa đó các bạn, nó cho vui đó, mình gọi là nó quen thổ địa đó cho cây nó quen môi trường nó dễ phát triển. Rồi sau đó các bạn làm gì nữa, tưới hun mít nha để cho kích thích cái bộ rễ nó phát triển nó đâm đọt đi. Rồi sau khi mình tưới hun mít mình làm gì các bạn, có tiền có điều kiện thì mình mua NPK về mình tưới thêm cái nữa, hòa với nước mình ngâm mình tưới các bạn khoảng 7 đến 10 ngày sau khi mình tưới hun mít nha. Mình phải để ý á, cái cây mình nó lú cái bắp cua á, lộn không phải xin lỗi các bạn, nó lú cái gì ạ, nó lú cái mũi giáo các bạn ha, mình tưới cái NPK là phù hợp. Còn nếu không có điều kiện kinh tế thì bỏ qua cái bước này luôn nha, mình chờ cái gì ạ, chờ cái mũi giáo nó nhú ra thì bắt đầu mình qua cái bước 3, đó là bước phun thuốc rầy nha các bạn ha. Khi nhú mũi giáo coi lại bài video clip hướng dẫn thuốc rầy diệt phục tiên. Rồi sau khi nó phun thuốc rầy 2 đến 3 cử cái lá mình già mình lại tiếp tục phun thuốc bệnh. Các bạn chú ý giùm đó là cái chăm sóc cơ bản đối với một cây. Nhưng mà cái lưu ý đối với cây sầu riêng mà trồng xen giữa cái cà phê là những cái trồng khác, mình phải chú ý thêm một điều. Đó là khi mình trồng cái cây sầu riêng xong, cái cây này nó lớn tới đâu thì mình nó trồng xen mà thì có như 4 cái cây cà phê này nó rợp tán lắm bạn, nó hại làm cây này nó chập chậm phát triển. Thì khi cây sầu riêng nó lớn tới đâu mình cắt cành ở đây ha, mình cắt những cái cành này hết, mình cắt những cái cành sầu cà phê này nó mọc lấn tán ha, để cho cái những cái cành này nó không có che tán cây sầu riêng để cây sầu riêng nó chậm phát triển. Còn mình giữ cây cà phê để làm gì ạ, mình có nguồn thu các bạn ha. Trong 1-2 năm đầu cây sầu riêng mình còn nhỏ mà, mình giữ cây cà phê để mình lấy gì, mình lấy trái, mình lấy nguồn thu, mình lấy cái tiền đó để mình bón phân chăm sóc cây sầu riêng nha. Đó là cái thứ nhất, lợi thứ nhất. Chứ mình đừng có phá hết cà phê, công ty không khuyến cáo phá hết cà phê, mà phải chừa cà phê lại, trồng xen vô, lấy cà phê nuôi sầu riêng. Rồi được chưa? À. Còn cái lý do thứ hai không phá hết cà phê đó là cái gì các bạn biết không? Tây Nguyên mình thì sao? Gió ghê lắm. Các bạn mà phá hết cái cây cà phê xung quanh đây 4 cây đi hết, hậu quả là gió nó bật. À. Nó làm cây sầu riêng mình chậm phát triển lắm. Do công ty khuyến cáo các bạn thứ nhất, trồng xen là tốt nhất nha, để giúp mình có điều kiện kinh tế, mình lấy tiền đó mình nuôi cây sầu riêng của mình. Khi cây sầu riêng được khoảng 3 năm tuổi các bạn bự thiệt bự rồi đó, cần có trái rồi đó các bạn, nhổ toàn bộ cà phê đi thoải mái. Nhưng dưới 2 năm tuổi mình giữ cái cà phê lại để mình thu trái. Và mình cây sầu riêng mình lớn ở đâu mình mé tán ở đó, nhớ chú ý mé tán thôi nha, tức là mình chặt những cái cành nào mà dính tới cây nó che tán cây sầu riêng thôi. Đó. Còn những cành khác mình giữ trái, mình nuôi trái bình thường không có vấn đề gì hết. Đó. Thì đó là trồng xen. Thì các bạn thấy ha, cây này là cây hiện tại là được 1 tháng, cây bu sinh kinh thì phát triển sinh trưởng cũng là khá tốt mặc dù là trồng xen nha các bạn. Đó, nhưng mà cây này hiện tại là do thời điểm 1-2 tháng trước đó, chủ vườn ít ra vườn bị trộm nó thịt mất cái tiêu là cái máy bơm nên không có nước tưới và cây nó bị gì vậy? Bị nhện tấn công ha. Và nó, các bạn thấy cái mã của nó là bị thiếu nước nha. Thì mới vừa mấy hôm trước thì mới mua lại máy bơm thì có bơm để bơm tưới nước cho cây. Đó, sau khi tưới xong các bạn thấy bây giờ là 3:30 chiều nha, bắt đầu mình tưới nước cho cây. Đó, tưới vừa đủ thôi, này bét quay khoảng 15 phút là ok rồi, các bạn đừng có tưới nhiều quá ha. Cố gắng thì cây nhỏ mình tưới đều đặn mỗi ngày lấy trời nắng ha, sáng cử chiều cử nha. Rồi ở đây thì hồi nhỏ mình có che phủ các bạn, cây này tại vì do nó rợp tán nè các bạn thấy không, xung quanh nó được rợp tán nè, nó mát nè,
và nó được che phủ chống gió bởi những cây cà phê, nên là mình không cần phải gì ạ, không cần phải che gốc như các bạn, không cần phải phủ gốc. Còn nếu các bạn trồng như hồi nãy, trồng ở ngoài mà ngoài trời không, mà trồng chuyên á, nó không có cây sầm sen á, thì mình phải phủ để mình che mát, che mát gốc. Chỗ này thì không cần ha, giữa các tán sầu cà phê này không cần phải che gốc thêm. Nó nhưng mà nó có điều kiện mình có thể lấy cỏ đây, đó là làm cái dãy cỏ dưới đây nè, đó. Lấy cỏ đây nè, ha, cái cỏ các bạn làm xong các bạn phủ được, có thể che phủ lại. Giúp cho cái bộ rễ nó mát trong thời điểm mà các bạn tưới nước không đủ. Nha, còn nếu nhà vườn đây là mình tưới sáng tưới chiều là đủ nước rồi nên không cần. Còn nếu nhà vườn mình không đủ nước, có thể là mình phải che thêm nha. Rồi cảm ơn các bạn, chúc các bạn có thể là chăm sóc cây sầu riêng của mình là trong một năm đầu mau lớn mau tốt, để có thể là bước qua những cái năm tiếp theo bắt đầu mình làm gì ạ, mau cho trái, sớm hơn trái ha. Nếu các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ công ty, hoặc là các bạn có thể là tham khảo cái bài hướng dẫn này để mình làm cái cơ bản thôi. À, còn trường hợp các bạn có điều kiện kinh tế tốt hơn thì các bạn có thể là phun xịt bổ sung theo cái dinh dưỡng khác nha, tùy các bạn thôi. Còn đây là cái cơ bản nhất mình phải làm nha. Và cảm ơn các bạn.